Xin chào tất cả mọi người. Em quay cho mọi người cây mộc hương ta hoa vàng. Mộc hương ta hoa vàng nha. Cây rất là đẹp luôn. Mọi hôm em đều quay cây nhỏ, hôm nay quyết định là quay cây to. Mọi hôm em đều quay cây nhỏ, hôm nay em quyết định là quay cái cây to một tí cho mọi người ngắm cho đã mắt. À, thực ra thì để trồng cây nhỏ nó thì cây to nó mất khoảng mấy năm đấy. Nếu mà nhà bạn nào mà kiểu muốn đốt cháy giai đoạn mà mình muốn ngắm hoa, muốn thưởng hoa luôn ấy, cây phải to thì hoa hít nó mới thơm, nó nhiều hoa ấy, thì nó mới thơm. Nhưng mà nếu mà trồng từ cây nhỏ thì lại phải chờ 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nếu bác nào mà khả năng chờ đợi nó thấp thì mình mua từ cái cây to này luôn này. Khả năng mà chờ đợi của mình không cao thì mình mua cái cây to này luôn, giá rất là rẻ luôn. Có 3 triệu rưỡi cây này thôi. 3 triệu rưỡi cây mộc hương bụi. Bụi nhưng mà nó không phải bụi tịt nhá. Bụi của nó bụi thoát thân rất là đẹp. Bụi thoát thân tức là cái gốc của nó rất là thoáng. Chào 11 bác đang xem live. Đợi đông đông một tí vào rồi nói chuyện cho hay nhỉ. Sáng ra trời mưa lạnh lắm, rét. Chào Phương Duyên 1900. Chào 9Y4. Chào CT7. Chào bé Đài Loan 10. Chào Mon Phạm. Chào các bác đang xem live của em. Đây giới thiệu mọi người cây này là cây mộc hương ta hoa vàng. Mộc hương ta hoa vàng nhá, hàng to đẹp. Hàng to dành cho những bác mà kiểu mình đốt cháy giai đoạn mình không trồng được hàng nhỏ. Mấy hôm nay em toàn quay hàng nhỏ thôi, chắc mọi người ngắm chán rồi. Thì hôm nay em chuyển sang cái hàng này là hàng to một tí này. Cây này nó cao khoảng 3 mét, 3 mét đấy mọi người nhá. Hoa nhá. Nhiều bác hỏi em là mộc hương cái chu kỳ nó ra hoa như nào. Thì mộc hương thì nó sẽ ra hoa vào mùa lạnh, tức là cứ đến tháng 9 âm lịch nó sẽ ra hoa, trời bắt đầu trở mát nó bắt đầu ra hoa rồi. Từ tháng 9 âm lịch cho đến hết tháng 3 âm, tức là những cái tháng mà trời mát mát, chỉ có 3 tháng hè nắng nóng là nó không ra được hoa. Và nó cứ ra hết lứa này lại ra một lứa khác. Ví dụ như cái lứa này nó đang tàn này, lứa này nó tàn, bông hoa nó rũ xuống rồi này, thì nó lại kế cận luôn một lứa mới nhá. Nó kế cận luôn một lứa mới luôn, nó nạp hoa liên tục luôn, nó thời gian nghỉ rất là ít. Tức là cứ hết một lứa hoa, hết một lứa hoa thì nó lại ra một lứa hoa mới nhá mọi người nhá. Cứ hết một lứa thì lại nó bắt đầu nó lại đâm một lứa mới. Đấy mọi người nhìn đây này. Một lứa mới nó lại chuẩn bị ra nhá. Một lứa mới lại chuẩn bị ra. Đấy đây này, hoa nhỏ. Cái bọn này tàn này. Cái bọn này tàn nhá. Có những cành tàn là phát là bên dưới này nó mọc luôn lứa mới luôn. Nó kế nhau luôn. Thế là nó sẽ ra hoa liên tục, lập hoa liên tục nhá. Đây là cành này nó đang chuẩn bị ra hoa này. Đấy. Cành này đang chuẩn bị ra hoa. Ra hoa liên tục nhá. Quả này ăn ngon không? À, mộc thì giá đắt bình thường, nói chung là em cố gắng em đã bình ổn giá và bán giá rất là bình ổn nhá. Cây này thì em đang bán với giá là 3.5 triệu, là 3.5 triệu. 3.5 triệu, cao cây 3 mét, tán sum dày. Mọi người nhìn cái tán đó, mọi người biết tán rất là sum và dày. Tán rất là sum và dày nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214. Cây này là cây hàng bụi nhưng mà nó là hàng bụi thoát thân nhá. Tức là cái phần gốc của nó không phải là lùn tịt bụi từ thẳng từ gốc lên, mà cái bụi của nó là bụi đây là nó cũng thoát thân này. Nó thoát thân ngắn và nó chia thành hai chạc nên là gốc của nó rất là thoáng và đẹp nha mọi người nhá. Cái cây này cực kỳ thích hợp cho các bác nào trồng chậu. Trồng lên chậu nhìn rất là cây nó còn to lên nữa cơ. Phải cây mộc nha bạn nhá. Mộc thì trồng làm sao mà chết được, nó không cần phải hỏi. Mộc thì các bạn chỉ cần làm đất thoáng tơi xốp. Nếu các bạn trồng chậu, các bạn đảm bảo cho đất tơi xốp, và các bạn trồng đất thì các bác làm sao phải có rãnh thoát nước để trời mùa mưa nó không bị úng được. Cây mộc nó chịu được hạn nên nó không chịu được úng nhá mọi người nhá. Úng là nó thối dễ nó chết. Cây này là vanh 17 này. Cây này vanh 17 ạ. Vanh 17, vanh gốc vanh 17 và thoát thân 15 cm nhá. Vanh 17, thoát thân 15 cm, giá của cây này là 3.5 triệu. Bác nào mua hàng thì các bác qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. Nhà em có 2 cây bác mua không? Mua 2 cây thì mua làm gì? Mình đã mua là mình phải mua số lượng lớn, mua nhiều. Mua 2 cây thì mua làm gì cho tốn tiền xe công, tiền công vận chuyển để trở về. Mình vẫn thường là đi gom mộc ở trong dân ấy, hoặc là mình vẫn hay đi mua, đi khai thác mộc về. Nhưng mà mình thường mua cả lô nhiều về mới bỏ bán. Mới bỏ bán thực sự. Không phải là nhà nào bán là nhà người ta trồng ra hết đâu. Bọn mình nhá, ví dụ như bọn mình này là bọn mình đều đi ôm, ví dụ vườn người ta bán 1.000 cây là mình bỏ tiền ra mình ôm cả một vườn 1.000 cây xong mình xuất bán. Mình xuất bán cho khách. Nhưng mà đi ôm, mất công đi ôm 2 cây làm gì đâu. Mộc trồng như thế nào để không bị chết cây? Có cây thoát thân 1 mét không bạn ạ?